Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1981, trú tại thôn 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không nghề nghiệp ổn định, Cường nảy ra ý định dùng xe hỏa vợ vào bãi gửi xe để cháo lấy xe sang, nhằm bán lấy tiền ăn tiêu. Cường cùng Chu Đức Lợi, sinh năm 1970, trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, và Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1976, Giản Võ, Hà Nội, thực hiện việc cháo xe. Ngày 20 tháng 10 năm 2013, nhóm đối tượng này đã đi xe Honda hỏa vợ màu đen vào trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội, gửi xe. Sau đó, Cường phá khóa và dắt chiếc xe SH màu trắng, dùng vé của xe hỏa vợ để mang ra khỏi trường. Sau khi phạm tội, Cường bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Các đối tượng đã bán chiếc SH lấy tiền. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Mạnh Cường ra đầu thú. Ngày 3 tháng 1, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Cường khai vì vợ bệnh tật, con nhỏ và bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên dẫn đến hành vi phạm tội. Cường mong hội đồng xét xử lượng hình để sớm trở về làm lại cuộc đời.